Xin mời chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Tiệm Máy Nổ Hoàng Dân. Hôm nay là ngày 29 tháng 12. Hôm nay thì cửa hàng chúng em xin giới thiệu tới các cô chú anh chị là cái con máy NF12 anh em ơi. Thì cái con hàng này vừa mới về luôn anh em ơi. Đó thì bây giờ em sẽ quay sơ con này cho anh em xem. Rồi em bắt đầu em gửi gái rồi em test máy luôn nha anh em. Đó thì em hàng này là em hàng nghĩa địa nha anh em. Đó, bao cho anh em là zin chưa bung tháo mở nha. Nãy giờ là em có sạch sơ qua anh em ơi, cho anh em dễ nhìn, rồi em sẽ bắt đầu em rửa cho nó sạch chút xíu nữa đó, cho nó đẹp lên anh em ơi, chứ hàng mới về nó dơ quá. Rồi bây giờ bắt đầu em rửa gái nha anh em, rửa cho nó sạch chút xíu nữa rồi em sẽ test nổ máy luôn. Rồi xong xuôi anh em ơi. Đó, nãy giờ em rửa gái nó sạch sẽ đẹp đẽ hơn chút nè anh em thấy không? Ốc tán rồi còn nguyên si luôn nha anh em. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ con này cho anh em xem rồi mình bắt đầu em test máy luôn nha anh em. Cho máy chạy luôn. Mới về chưa cho chạy luôn anh em ơi. Đó, thì cái con NF12 này là nó là bắt kim nha anh em. Em nói là bắt kim. Rồi bây giờ em sẽ test máy luôn nha anh em. Rồi máy này chạy ngon lành nha anh em.
nha. Cái bánh chớ nó cọ vô ốc, dòng được luôn nha anh em. Đây chạy ganh tiên là không có khói luôn nè. Máy móc rất ok luôn nha anh em. Rồi, sau bây giờ em sẽ tắt máy nha anh em. Đó, em tắt máy xong em sẽ quay chi tiết con này cho anh em xem nha. Thì đây báo nhớt nè anh em. Nó báo mà nhớt nó có bơm hay không. Cái này là báo nhớt, mới nhớt bơm rất ok nha anh em. Rồi để em kéo cái máy về giữa ra anh em ơi. Rồi em sẽ quay chi tiết con này lại cho anh em xem luôn nha. Rồi anh em ơi, đây. Này em này thì hàng bao zin chưa bung tháo mở nha anh em. Ốc tán em nó còn nguyên xi luôn nha anh em. Này em nó nằm ngoài bãi anh em cho nên là nó còn dơ dái vậy, em rửa chưa sạch anh em ơi, anh em thông cảm xíu nha. Ốc tán là còn liền lạc lắm nha anh em. Đây là chụp bánh chớn. Cái này nó để ngoài nắng ngoài mưa anh em, cái nó đóng đất với cát ở dưới cái đít này nè, cho nên là chạy nó nghe xè. Đó, quạt gió này nè em thử cho anh em xem rồi đó nha. Đó, quạt gió chạy rất là im nha anh em. Hai cái dòng máy kim này là chạy ít, rất ít hao dầu nha anh em, rất ok luôn. Này kịch nước, cái này là nước của nó nha anh em, nước của nó dở bẩn về vẫn còn nha, chứ không phải này em châm vô nha anh em. Đó, cái nước thì cũng còn rất là ok nha anh em. Đây cái bình dầu. Hai bên trong bình dầu anh em thấy không? Đây này nó hơi tối anh em thấy không rõ, anh em thông cảm nha anh em. Em quay không rõ. Đó, bình dầu cũng còn rất ok nha anh em, không xì không lủng nha anh em. Bao với anh em luôn là không xì không lủng nha. Rồi. Đó thì con này anh em về để chạy dàn xới, chạy chạc hay là mình bơm nước, mình chạy xuồng đồ là vô tư anh em ơi. Đó, thì con này là con NF12. Thường thì con này nó nằm trên dàn xới nha anh em. Đó.
ở bên bển là nó sẽ nằm trên dàn xới. Rồi thôi, clip tới đây xin kết thúc nha anh em. Thì anh em nào yêu thích con này thì cứ liên hệ trực tiếp tới số điện thoại bên góc trái màn hình giùm em, thì bên em sẽ tư vấn và báo giá cho anh em luôn anh em ơi. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em, cảm ơn anh em đã xem video nha. Nhấn ký và bấm chuông thông báo để nhận được thông báo và video mới nhất. Địa chỉ của hàng chúng em thì nằm ở huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha anh em, nằm cạnh quốc lộ này 2. Và một điều nữa thì bên cửa hàng chúng em có bán hỗ trợ trả góp cho tất cả anh em nha. Thì anh em chỉ cần tới cửa hàng chúng em đem theo một giấy chứng minh và một bằng lái xe thôi, thì mọi thủ tục còn lại thì bên cửa hàng chúng em lo hết nha. Thì cái chương trình mà hỗ trợ trả góp cho anh em thì không có cần thế chấp bất cứ thứ gì nha anh em, chỉ cần giấy chứng minh và một bằng lái xe thôi. Rồi xin cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo nha.